Đang Nghĩa xin chào bà con cô bác. Hey! Xin chào, một ngày mùa đã đến, nắng lung linh, hoa lá đang tươi bình. Vui ngày mới, làm việc mê say, yêu thương chưa tràn đầy. Đôi tay này vun mai ấm thêm vui. Chào bà con cô bác, chúng ta đang đến với chương trình Vợ tôi là số 1. Cảm ơn nghe hàng một trà shop Hương Sao Vải Mới đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình này. Một tuần lại trôi qua và hôm nay chúng ta lại ngồi trước màn hình để xem phần tranh tài giữa các chị em, để coi hôm nay chị em nào là người phụ nữ số 1 có thể giải cứu ông xã của mình nha. Và chúng ta sẽ có tất cả 4 vòng thi. Vòng đầu tiên là vòng khởi động, mỗi gia đình sẽ trả lời một câu hỏi liên quan tới tình huống của mình. Vòng thứ hai là vòng đồng lòng vượt khó, cả hai vợ chồng cùng hợp sức với nhau để vượt qua những khó khăn, những thử thách mà chương trình đưa ra để có thể giải mã được ý nghĩa của bức tranh lớn. Vòng thi thứ ba, vòng thi quen thuộc với tất cả mọi người, tâm đầu ý hợp, và vòng cuối cùng là nhanh tay đáp lẹ. Ai sẽ là người được ngồi trên chiếc cân vàng ngày hôm nay? Bà con cô bác hãy theo dõi cho đến hết chương trình nha. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với ba gia đình. Đầu tiên là gia đình của Nguyễn Thị Tố Linh và Lương Đoàn Thịnh đến từ Tiền Giang. Hôm nay gia đình em rất vui khi được tham gia chương trình này. Và đây cũng như là một món quà mà hai vợ chồng tặng cho nhau nhân kỷ niệm 3 năm ngày cưới của hai đứa. Rất mong quý vị khán giả ủng hộ nhiệt tình cho ba gia đình chúng em ngày hôm nay. Gia đình thứ hai, gia đình của Phạm Thị Diễm Hương và Nguyễn Hữu Thạnh Lộc đến từ Vĩnh Long. Gia đình em thì mới cưới, tham gia chương trình này thì em muốn cả hai được hiểu nhau nhiều hơn. Gia đình thứ ba, gia đình của Trần Hồng Thuê và Nguyễn Văn Nghiêm đến từ Bạc Liêu. Hai vợ chồng em đến đây và hôm nay thì cũng là ngày sinh nhật 3 tuổi của con trai hai đứa em. Coi như được lên sóng truyền hình hôm nay là quà sinh nhật của con trai của tụi em. Xin cảm ơn chương trình. Trai 3 tuổi, vậy là mình làm đám cưới với nhau cũng được khoảng... Dạ, được 3 năm rưỡi. 3 năm rưỡi. Dạ. Hồi đó lúc mình quen nhau có kỷ niệm nào vui vui không? Mình chia sẻ với mọi người được không? Kỷ niệm vui hả? Nhiều lắm, ảnh lúc nào cũng chọc mình hết trơn, làm cho mình giận không à. Nhưng mà giận để rồi nhớ, rồi thương, rồi thành vợ, thành chồng. Và ngày hôm nay có một baby 3 tuổi. Cảm ơn tất cả ba gia đình về phần tự giới thiệu của mình. Còn bây giờ thì mời ba ông chồng về vị trí trung tâm sân khấu. Và bây giờ sẽ là vòng thi đầu tiên mang tên Khởi Động. Đầu tiên sẽ là gia đình của Tố Linh đã cược bao nhiêu? Dạ, em cược 500 điểm. 500 điểm. Mời Thịnh bấm nút chọn hình. Bột giặt shop Hương Sao Vải Mới. Chủ đề chăm sóc cây kiểng. Và đây là tình huống. Nóng quá, héo úa hết rồi, nóng quá. Bởi vậy ông bà mình nói, yêu riết rồi ốm, ôm riết rồi yếu. Mới quen ông chậu có 8 tầng mà sao bây giờ mình tàn phai nhan sắc, mình héo úa hết rồi. Chậu ơi, chắc em vĩnh biệt anh, em đi tìm chậu khác quá à. Kiện ơi, chết chết, ổng tới. Kiện ơi, Kiện. Trốn trốn. Kiện ơi, anh tới rồi đây. Ủa Kiện đâu rồi ta, mới nghe đây mà. Trời ơi, làm như cái thân nhỏ nhắn làm vậy, còn giấu tôi nè. Cút à, cút à, trời ơi, hết hồn. Qua đây nè. Trời ơi, bị bắt tại trận rồi, ghét quá. Nè, hồi nãy tôi nghe nói là như là đòi tìm cái chậu khác để mà bỏ tôi đi, đúng không? Đúng không? Ừ đó. Nè, em nghĩ như vậy làm sai nha. Em đang bị bệnh béo ú, anh mới vô tìm cái chậu. Không có. Béo ú. Bậy. Héo úa, em đang bị bệnh héo úa, anh đã tìm được cách trị cho em rồi. Em không nên qua mỗi chậu khác đâu, em qua mỗi chậu khác là em sẽ bị chết liền đó. Thôi. Nè, thiệt mà, thứ nhất là rễ của em đã ăn sâu vào trong cái đất của bên anh rồi. Nè, khi mà muốn hả qua chậu khác thì em phải bứng lên, lúc đó em thấy không, em sẽ trở thành chết khô luôn. Chẳng những vậy, đất bên đó nhiều khi còn chưa hợp điều kiện với lại cái cây của em nữa, em không được đi đâu. Thôi, đừng có xạo, đừng có dụ tôi. Không đi hả? Tôi ở đây hả? Để chết queo hả? Héo úa như vậy hả? Thấy không? Giờ tôi vàng khè luôn nè. Ý nè nè, anh đem nước về anh tưới cho em. Bảo đảm em sẽ hết héo úa mà em sẽ tươi xanh như nồi canh luôn đó. Trời ơi, ác dễ sợ. Sao? Anh ác lắm mà nha. Sao anh thấy anh? Tôi đang bệnh như vậy, anh tính tưới nước cho tôi ngập úng hả?
đâu ngập úng đâu. Chẳng những vậy anh còn đem em vô bóng râm nữa đó. Trời ơi ác nữa, thấy chưa, ác ghê chưa. Sao người ta bệnh á, người ta phải đem ra phơi nắng để cho ánh nắng mặt trời nó tiêu diệt vi khuẩn. Anh đưa tôi vô bóng râm để anh ủ bệnh cho tôi mau chết nhanh đúng không, để anh đi tìm cây khác đúng không. Em ơi sao em sức suy nghĩ vậy hoài à? Đúng là phơi nắng thì diệt vi khuẩn thiệt, nhưng mà nếu mà em để cây ở ngoài những cái giờ mà đỉnh điểm nắng nóng thật là nóng, giống như là 12 giờ trưa đến 3 giờ trưa, coi coi em có trở thành kiển luộc hay là kiển nướng không? Đúng không? Anh sẽ đem vô ống râm để cho em mát, tưới nước cho nó xanh, chịu không? Không cần. Hả? Bây giờ tôi đi tìm cái chậu khác, đất khác để cho tôi có người che chở. Anh xạo xạo với tôi hả? Vậy chứ bây giờ... bộ giết tôi thì bây giờ em không tin anh đúng không? Không. Em không tin anh thì em hỏi mấy anh chị nữa nè. Không hỏi luôn. Không hỏi giờ chứ em muốn sao? Anh hỏi đi. Khi cây kiển bị heo úa, để phục hồi độ xanh tươi của cây thì không nên A. tưới nhiều nước, B. thay chậu và đất mới, C. đem cây vào bóng râm. Dạ, em chọn đáp án A. Và đây là câu trả lời của chương trình. Cây bị héo úa nghĩa là quá trình trao đổi chất bị yếu dần. Nếu không kịp chăm sóc, cây sẽ chết. Đó. Nếu mà tưới nhiều nước cho cây sẽ khiến bộ rễ suy yếu, hoạt động liên tục, có thể gây úng rễ, càng mất sức hơn. Đó. Cho nên chỉ nên tưới nước với một lượng nhỏ để cây dễ dàng hấp thu thôi nhé. Thay chậu và đất cho cây cũng là một cách cấp cứu cho cây đang ốm yếu, để cho cây có không gian phát triển và bổ sung dưỡng chất mới. Hoặc đặt cây ở nơi có ống râm trong một thời gian sẽ giúp cây có thể phục hồi như ban đầu. Xin chúc mừng Tô Linh với câu trả lời chính xác. Mời em tiến lên một bước trong xã mình nè. Chọn màu gì? Dạ em chọn màu xanh ạ. Màu xanh. Không có đèn. Đó không phải là bước chân may mắn. Chúng ta đến gia đình số 2. Gia đình của Diễm Hương. Hương đã cược nhiêu em? Dạ em cược 500 điểm. 500 điểm mà ông xã em chọn hình. Đó là chủ đề sức khỏe và tình huống dành cho gia đình Diễm Hương như sau. Thiệt tình luôn á, nhà có hai chị em à, mà bà chị tối ngày lo ngủ không mà để con em làm giống như ô xin vậy đó. Nhìn cái thấy ghét không? Bởi vậy ai rước bà đi đâu mà khổ một cái á, là bà không có chồng được thì làm sao mà tôi có chồng. Bắt buộc là chị đi trước rồi con em mới nói bước theo sau. Khổ ghê nơi vậy đó. Cái nết cái tính vậy mà ai em rước bà. Vậy ai? Vậy ai ơi, chồng ta hỏi cưới kìa. Trời ơi, tôi ngủ giảm cân mà nó cũng để yên cho tôi ngủ nữa. Cái gì vậy em biết nữa? Cái gì ngủ giảm cân hả? Hai ơi, hai bỏ mộng nó giùm em đi. Em nói với hai biết bao nhiêu lần rồi, ngủ không có bao giờ giảm cân được đâu. Mà bà mơ mộng rồi giảm cân, dám được. Người mẫu á, người mẫu nổi tiếng á, bạn chị không đó. Thì bạn chị người mẫu á, đúng hồn. Đó, tụi nó xúi chị nói bây giờ phải ngủ giảm cân đi, rồi sau này trở lại nghề người mẫu với tụi nó. Ê, lúc đó chị mướn ô xin về làm cho mày khỏi làm nữa. Em cảm ơn chị. Em cảm ơn chị, ai á mà cũng thích cái việc mà có mướn người làm để cho mình khỏe hết trơn rồi. Nhưng mà chị đừng bao giờ lấy cái cớ đó mà chị lười biếng, chị ngủ, chị không làm việc. Em nói thiệt chị nha, chị ngủ nhiều ha, rồi cái lượng mỡ nó tích tụ trong con người của chị nè, nó tích ra đây nè. Đó, chị càng ngày chị càng phì lũ thêm, chị càng mập thêm nữa. Vậy chứ giờ chị phải làm sao? Chị ngủ ít lại giùm cho em. Nè, khi mà chị ngủ ít lại thì chị có nhiều thời gian chị vận động, đúng không? Mà chị vận động thì cái lượng mỡ thừa của chị nó mới tan chảy ra, chị mới ốm lại. Chứ chị ngủ nó tích tụ mỡ, chị càng mập đó. Bây giờ sao? Muốn chị phụ mình giúp việc nhà em đúng không? Được rồi, để tôi giúp cho. Ê, xin lỗi nghe. Tôi giúp cái gì tôi thấy tội nghiệp, tôi giúp. Chứ không phải là tôi sợ ế chồng mà tôi giúp đâu nghe. Trời, không biết được à. Trời ơi, giúp gì thương tôi không dám được. Cười gian lắm mà. Vụ gì nói đây? Ta nói à, vậy cho chị mượn tiền. Biết ngay mà chị mượn tiền làm gì? Mua đồ. Mua đồ làm gì? Bận. Cái gì chị mới mua tuần rồi nha chị, mấy bộ nói vậy? Nhưng mà mấy cái bộ đó là nó vừa sai. Bây giờ chị muốn mua mấy cái bộ mà ôm sát như trong người vậy nè. Nó là sao chị phải mua rộng thêm chứ, càng ngày chị càng mập mà chị mua chật chi vậy? Thì người ta nói khi mà ngủ bận đồ ôm sát vô trong người, nó bó sát như vậy nè, thì hả nó mới chắc người mình lại, nó mới mau giảm cân. À, mau giảm cân hả? Xin lỗi chị là mau chết thì có. Nè nha, khi mà chị ngủ á, chị bó con người chị lại rồi mấy cái mạch này nè nó nghẽn ha, máu lưu thông không được ha, sáng dậy ra ha là cứng đơ luôn chứ ở đó. Phải không? Thiệt.
Ủa sao bạn chị nói là bận đồ chật ngủ nó giảm cân mà giờ em nói vậy sao chị hoang mang quá vậy? Chứ gì nữa, em nói chị rồi là ngủ nhiều thì không thể nào mà giảm cân được. Không tin đúng không? Ừ. Chị hỏi chị đi. Câu hỏi như sau: ngủ như thế nào để cơ thể không bị tăng cân? A. Ngủ ít. B. Ngủ nhiều. C. Mặc quần áo chật khi đi ngủ. À, em xin chọn đáp án C, mặc quần áo chật khi đi ngủ. Mời em coi câu trả lời từ chương trình nha. Các chị biết không, khi mà cơ thể của mình thiếu hụt cái chất mà melatonin á, nó sẽ là cái nguyên nhân gây tăng cân mà không kiểm soát được. Đó, thấy chưa? Ngủ ít là một trong nhiều nguyên nhân khiến cơ thể thiếu hụt melatonin. Nên ngủ ít trong vài trường hợp sẽ gây ra tăng cân. Chưa hết đâu, mặc quần áo bó sát khi đi ngủ ha, làm tăng nhiệt độ cơ thể nè, giảm sự điều tiết melatonin và hormone tăng trưởng. Mặc quần áo chật khi ngủ cũng là nguyên nhân dẫn đến tăng cân đó nha. Nè, còn việc ngủ nhiều á là không phải nguyên nhân mà gây tăng cân đâu. Bởi vì trong quá trình mình ngủ á, các cơ quan bài tiết và tuần hoàn nó vẫn hoạt động và nó tiêu tốn năng lượng trong cơ thể của mình, giúp cơ thể của mình á là nó giảm cân được đó. Bữa nay tôi ốm 2kg rồi đó. Như vậy là rất tiếc, câu trả lời của Diễm Hương đưa ra là không chính xác. Đáp án đúng của chúng ta phải là đáp án B, ngủ nhiều. Mời Hương tìm bước chân may mắn cho mình để đến gần với ông xã nè. Dạ, em chọn ô màu xanh. Ô màu xanh có nè. Và phần thưởng mà Diễm Hương nhận được từ bước chân may mắn này đó là một cái TV. Chúc mừng. Tiếp theo sẽ là gia đình của Thuê. Mời em đặt cược. Em đặt cược 500 điểm. 500 điểm, ông xã có thể chọn hình nha. Chủ đề chăm sóc trẻ nhỏ và đây là tình huống dành cho gia đình của em. Công nhận nha, bữa nay mình vui thiệt luôn á. Sáng sớm á, mà mình đi dạo khắp xóm á, mình hái được biết bao nhiêu là lá luôn. Mà hái lá không biết làm gì luôn á. À, có rồi, mình về mình sẽ rủ con Lê, con Lựu, con Thắm làm nhà chòi chơi. Bông, bây giờ, quỷ à. Ủa, anh hai khờ. Tâm bóng. Cái gì vậy? Bỏ chữ bóng đi, làm như khắp xóm này không biết tôi là bóng hay sao còn quảng cáo nữa. Vụ gì mà khóc vậy? Tâm, vợ hai á. Ờ. Tôi đi du lịch rồi. Bà đi du lịch rồi hả? Rồi nó bỏ con ở nhà. Rồi cái tự nhiên là sáng nay tôi phát hiện con nó bị hâm da đó. Rồi tôi sợ tôi chữa trị nó không được. Rồi vợ về nó la tôi. Mày á. Mày và hai á. Mày gì? Mày và hai bữa nay là gặp Tám á. Ủa là sao? Trời ơi, hai không biết hả? Tám ở đây là nổi tiếng thân thiện nha, nổi tiếng thông thái nhất xóm. Cho nên bây giờ hai gặp Tám rồi, Tám phải ra tay nghĩa hiệp, cứu vớt đời hai. Ồ, vậy là Tám có cách chữa cho em bé nó đừng có bị hâm da hả? Dễ ợt à. Nè, lá khế nè. Trời ơi, lá khế, Tám hái về Tám tắm cho đẹp da. Cho nên á, để lá khế này mà hút ẩm á, mà chữa cái bệnh hâm da cho em bé là số dách luôn đó. Trái khế nó chua thì chắc lá nó cũng chua, mà nó chua là nó có chất gì xít xít đó, là cái bắt đầu cái là nó sức vô rồi hâm da rồi sợ rồi nó hư da nhỏ luôn rồi. Thôi khỏi đi, khỏi. À, Tám còn cách khác nữa. Tám còn phương án hai nữa. Bây giờ mình không chơi lá khế nữa. Mình chơi lá khác đi. Lá này hút ẩm số dách luôn. Ủa vậy hả? Lá trầu. Lá trầu nó cay lắm rồi, sức vô cũng sợ nhỏ bị bỏng da. Con mình đang bị bệnh mà cứ tiếc tiếc hoài. Thôi bây giờ ra đi, bây giờ trầu không được, khế không được, bây giờ phương án cuối cùng đi. Ủa còn phương án nữa hả? Còn, đảm bảo cái lá này tốt lắm, không có bỏng da mà cũng không có axit gì hết trơn á. Ờ vậy hả? Ồ, mà lá này á đảm bảo là đặc biệt là cái phấn của nó trên lá đó, nó hút ẩm một cái luôn nhạt lẹ lắm. Nhanh lắm. À, coi như là tốt nhất trong cái ba lá luôn. Lá luôn. À, vậy hả? Mà cái nể lắm nha, tôi mới để lại cho hai đó. Chứ không cái lá này tôi về tôi xếp bánh tôi ăn đó. Ủa, lá gì ta? Lá chuối. Nè. Thôi, lá chuối không được đâu. Tại vì lá chuối nó có mủ á. Rồi rủi rồi hai đêm về, hai sức còn nhỏ, rồi cái da nó loang lỗ, rồi nó bị hâm da hơn nữa làm sao? Nói này không được, nói kia cũng được. Lá này không chịu, lá kia không chịu.
không chịu thôi. Tôi mang về tôi xếp nhà trời, rồi con ai bệnh biết liền à. Sao? Loại lá nào sau đây không trị được bệnh tham gia ở trẻ nhỏ? A. Lá khế. B. Lá trầu. C. Lá chuối. Thưa anh Đại Nghĩa, em chọn đáp án C, lá chuối. Mời em coi câu trả lời từ chương trình. Lá trầu và lá khế đều có tính kháng khuẩn, giảm đau rất hiệu quả, đặc biệt là với bệnh hâm da ở trẻ nhỏ. Có thể nấu nước hai loại này rồi dùng khăn mềm chấm nhẹ lên vùng da bị hâm. Còn lá chuối á cũng có tính kháng khuẩn và tính khử. Tuy nhiên, nhựa trong lá chuối có tính sát trùng khá là cao, có thể gây nóng da nè, khiến vùng da bị hâm da sẽ khô hơn nữa. Nên lá chuối không trị được bệnh hâm da ở trẻ nhỏ đâu nha. Như vậy là bạn đã có câu trả lời chính xác. Chúc mừng. Mời em tiến lên một bước gần trong xã mình. Em chọn ô màu gì? Dạ em chọn ô màu xanh. Màu xanh. Màu xanh sáng đẹp. Đó là bước chân mình sẽ mang lại cho ông. Sản phẩm là một bộ sản phẩm slide và ship. Kết thúc vòng thi đầu tiên, điểm số gia đình Tố Linh được 1.500 điểm. Gia đình Diễm Hương 500 điểm. Và gia đình của Hồng Thuê 1.500 điểm. Cố gắng lên Diễm Hương nha. Mình hơi thua suốt hai chị em còn lại ở vòng 1. Nhưng vòng 2 mong rằng hai vợ chồng hợp sức cùng nhau sẽ gỡ lại những điểm số mà mình đã mất. Vòng thi thứ hai có tên là Đồng Lòng Vượt Khó. Đầu tiên sẽ là gia đình của Diễm Hương. Em sẽ chọn mảnh ghép số mấy để mở ra trước nè? Em chọn mảnh ghép số 2. Đau khổ một mình, chẳng ôm nỗi buồn chung là trái gì? Dạ thưa anh là trái khổ qua. Chưa đúng. Xin mời Thuê. Dạ thưa em là trái sầu riêng. Sầu riêng, sầu riêng một mình đó. Chính xác, chúc mừng Thuê. Thuê chọn mảnh ghép số mấy? Dạ em chọn mảnh ghép số 5. Cây cao lá nhỏ liêu xiêu, non ăn và bán lấy tiền mà tiêu là cây gì? Dạ cây tre. Tại sao là cây tre? Dạ vì măng tre là người ta dùng để làm đồ ăn. À. Tới khi cây tre thì ta đem lớn người ta đốn bán. À đúng rồi, đó là cây tre chính xác. Mình sẽ mở tiếp nha. Mời tôi lên. Dạ em chọn mảnh ghép số 1. Nghe tên chẳng mặn chẳng mòi, củ lại chuối nhào ở dưới đất sâu là củ gì? Dạ là củ lạc ạ. Củ lạc hay còn gọi là đậu phộng. Chúc mừng Tô Linh. À, gia đình Tô Linh đã có câu trả lời bức tranh này đúng không? Dạ. Mời em. Vừa ăn cướp vừa la làng. Vừa ăn cướp vừa la làng, chính xác, chúc mừng gia đình Tô Linh. Như vậy là với 3 mảnh ghép được mở ra, gia đình Tố Linh đã giải mã được bức tranh này, mang về cho nhà mình 2.000 điểm. Và chỉ có một mình Hồng Thuê thôi là giải mã được 2 mảnh ghép, cho nên em sẽ có cơ hội tìm bước chân may mắn để đến gần với ông xã mình hơn. Dạ em chọn ô màu xanh. Ô màu xanh tiến lên. Rất tiếc là ở vòng này bước chân may mắn không đến với chúng ta. Kết thúc vòng 2, gia đình của Diễm Hương được 500 điểm. Gia đình Hồng Thuê 2.250 điểm. Và gia đình Tố Linh 4.000 điểm. Vòng thi thứ 3 có tên là Tâm Đầu Ý Hợp. Vòng thi thứ 3 Tâm Đầu Ý Hợp, gia đình Hồng Thuê sẽ tham gia trước. Mời bạn bấm nút chọn hình. Chủ đề người quen trong cuộc sống hàng ngày, mình gặp biết bao nhiêu người quen đúng không? Thời gian bắt đầu. Cái này có hai từ. Khi mà mình đi mình gặp người quen mình đó, mình giơ tay hay xả dầu gì? Đúng rồi. Cái này có hai từ mà người ta mà khoan dầu, người ta khoan xuống dưới để người ta tìm ra để làm gì? Thăm dò. Chính xác. Trời ơi hay quá. Có ba từ.
gọi bằng gì? À, mẹ ở nhà gọi bằng má. Không, mẹ ở nhà cơ, mẹ mà con mình gọi á. Rồi Phạm Quy rồi, Phạm Quy rồi, giúp với con rồi ha. Gọi cái này có hai từ. À, con mình tên gì? À, Phước Hòa. Rồi đúng từ sao, đúng từ sao? Hòa. Ừ. Không gì? Không gì mình hít thở nè. À... không gì? Không khí. Rồi hai lắp lại. Hòa khí. Chính xác. Cái gì củ gì mà mình để kho thịt vịt. Rồi ăn ớt bị gì, ăn ớt bị gì? Cay cay. Rồi gắp lại. Gừng cay. Nhà giờ gần nhà mình làm gì? Bà con nông dân mặn cái gì với số mình? Muối, gừng cay, muối mặn. Rồi chính xác. Chính xác. Bốn từ khóa giải mã được mang về 2.000 điểm. Mời thuê tìm bước chân may mắn nào. Chọn ô màu xanh. Màu xanh, mời em. Có đèn. Chúc mừng thuê và phần thưởng em nhận được đó là một cái lẩu điện. Gia đình tiếp theo, gia đình của Tố Linh. Mời em bấm nút chọn hình. Chủ đề tệ nạn xã hội. Trời, nghe tên chủ đề thấy căng thẳng quá. Bắt đầu. À, cái gì có hai từ ha? Cái gì mà anh uống vô nó bị xỉn á? À, rượu. À, rồi, uống cái đó ngày này qua ngày kia luôn. À, gì? Không phải. Nghiện. À, đúng rồi, gắp lại. Nghiện rượu. À, đúng rồi. Rồi, cái này có hai từ ha. À, thường ví dụ như là đá gà, đánh bài, ta nói chung là gì? Mấy cái đó là gọi chung là bị chế gì? Mày. Hai chữ. À, cờ bạc. À, đúng rồi. À, có bốn chữ ha. À, ta thường cái đó đó chơi thường chích cho tay vậy nè. À, hai chữ. Ma túy. À, đúng rồi, đó đúng hai chữ ha. Còn hai chữ nữa ha. Ma túy. À, mình đi vô lớp để làm gì? À, cai nghiện ma túy. Không phải. À, học. À, đúng được từ thứ ba ha. Rồi cái gì ngọt? Đường. Rồi gắp lại bốn chữ. Học đường ma túy. Ngược lại. Học ma túy học đường. Rồi, à, đúng rồi. Có nhanh lên nào. Có hai chữ ha. Thường mà ghi số đánh con này con kia rồi đó. Số đề. Đúng chữ thứ sao. Đề. Rồi như nó sổ ra nhiều hàng rồi chung là cái gì? Lô đề. Rồi đúng rồi. Đi học để làm cái gì? Biết. Rồi đúng từ thứ ba. Tái nghĩa với đủ. Thiếu. Rồi hai chữ. Người ta nói cái gì? Ơn người này người kia đó. Hết giờ. Từ thiếu hiểu biết. Nghe không? Bốn từ khóa và mã được mang về cho nhà mình 2.000 điểm. Tìm bước chân may mắn nào. Dạ em chọn ô màu xanh ạ. Ô màu xanh, mời em. Ô màu xanh. Không có gì xảy ra, đó không phải là bước chân may mắn. Gia đình tiếp theo, gia đình của Diễm Hương. Bấm nút chọn hình. Sản phẩm của nhà tài trợ bột giặt xốp Hương sao vải mới. Chủ đề miệt vườn. Phù hợp với miền Tây của mình lắm luôn nè. Toàn là những hình ảnh hết sức quen thuộc. Thời gian bắt đầu. Cái này có hai từ. Khi mình muốn đi qua em phải cởi dài ra. Cái đó là cái gì? Rồi tại thiên là cái gì? Tại thiên mình gọi là cái gì? Kỷ. Hai từ. Cầu kỷ. Cái này cũng có hai từ. Có nhiều nước, sình. Đi xuống thì em cũng phải cởi dài ra mới đi được. Đó, hai từ. Lội. Còn một từ nữa. Trái nghĩa với vườn, làm vườn á. Ruộng. Rồi, ghép lại. Gáp lại. Lội ruộng. Rồi, đúng rồi. Ở nhà, ba ông trồng cái gì? Hồi ở nhà này. Rồi, bị Phạm Huy rồi. Cái này có hai từ. Trái nghĩa, thường thường mẹ nấu canh gì? Canh gì? Canh chua. Ừ, đúng từ cuối ạ. Còn chua. Từ nữa. Không có, còn từ đầu nữa là cái cục gì? Cái cục gì để mình lóc cặn? Khoàng chua. Ghép lại. Khoàng chua. Rồi, là đúng xác. Trái nghĩa dưới sống là gì? Trái nghĩa dưới sống. Dính cái chữ trái nữa rồi, thấy không? Ba từ khóa mình giải mã được mà thôi. Mang về cho nhà mình 1.500 điểm. Vẫn còn cơ hội tìm bước chân may mắn cho mình. Em chọn ô màu gì? Em chọn ô màu xanh. Mời em.
Màu xanh nó cũng im lìm lặng lẽ như chưa có điều gì từng xảy ra ở đó. Đó không phải là bước chân may mắn. Kết thúc vòng thi thứ 3, gia đình của Hồng Thuê được 4.250 điểm. Gia đình của Tố Linh 6.000 điểm. Và gia đình của Diễm Hương 2.000 điểm. Như vậy là chúng ta sẽ chia tay với gia đình Diễm Hương tại đây. Hai bạn sẽ ra về với giải thưởng trị giá là 2 triệu đồng. Và bây giờ sẽ là vòng thi cuối cùng, vòng thi mang tên Nhanh Tay Đáp Lẽ. Câu số 1, chủ đề sức khỏe, Thuê đặt cược nhiêu? Dạ, em đặt cược 1.000 điểm. 1.000? Dạ, em cược 1.000. Phụ nữ mang thai có nên uống nước ép rau ngót không? Mời Thuê. Dạ không. Đây là câu trả lời chính xác, chúc mừng em. Rau ngót rất giàu đạm thực vật, mangan, sắt, vitamin tốt cho sức khỏe. Nhưng trong rau ngót có chứa papaverin, một chất có tác dụng giãn cơ trơn của mạch máu để giảm đau, hạ huyết áp. Khi sử dụng rau ngót tươi trên 30mg có thể gây co thắt tử cung và dễ dẫn tới sảy thai. Vì vậy, đối với những phụ nữ có thai, tuyệt đối không nên uống nước ép từ rau ngót. Câu số 2, chủ đề chăm sóc trẻ nhỏ. Mời Linh. Dạ, em cược 1.000. Em cược 1.000. Có nên cắt lông mi cho trẻ dưới 6 tháng tuổi hay không? Mời Thuê. Dạ, không. Đây là câu trả lời đúng luôn, chúc mừng em. Chiều dài và độ dày của lông mi được xác định bởi gen. Việc cắt lông mi thực chất không làm cho lông mi dài hơn, vì lông mi của trẻ sau 6 tháng sẽ đạt đến ngưỡng độ dài nhất định. Đến 2 tuổi là bé đã có bộ mi dài đẹp hoàn chỉnh. Bên cạnh đó, việc cắt bỏ đi phần đầu để lại gốc lông mi cũng rất nguy hiểm, vì phần gốc lông mi rất cứng, dễ dàng gây kích ứng mắt, làm tăng nguy cơ lây nhiễm các bệnh về mắt cho trẻ. Câu số 3, chủ đề sức khỏe, mời em. Dạ, cược 1.000. 1.000. Dạ, em cược 1.000. 1.000 luôn. Ăn trái lê hay trái đào giúp giảm viêm họng, nhiệt miệng? Mời em. Dạ, em chọn cái 2. Đây là câu trả lời chính xác, chúc mừng em. Trái lê giàu vitamin B và vitamin C, có khả năng ngăn ngừa viêm họng, nhiệt miệng và tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể. Còn trái đào không chỉ chứa lượng calo thấp, mà đào còn rất giàu vitamin B, C, PP và các khoáng chất có tác dụng giảm viêm loét, nhiệt miệng và có thể giải độc cơ thể nữa. Câu số 4 là câu chủ đề dinh dưỡng. Đã cược bao nhiêu nào Linh? Dạ, cược nửa số điểm. Nửa số điểm. Phần nửa số điểm. Nửa số điểm. Hãy kể tên 4 loại nước uống được chế biến từ ngũ cốc mà bạn biết. Mời Linh. Dạ, em nói là sữa bắp. Sữa bắp. Sữa đậu nành. Sữa đậu nành. Sữa mè đen. Sữa mè đen. À, sữa đậu phộng. Sữa đậu phộng. Chúc mừng em. Ngũ cốc là gì? Là các loại gạo, chẳng hạn như mình có thể là nấu nước gạo lứt mình uống nè. Rồi các loại đậu nữa như là Tô Linh vừa mới kể ra. Ngoài ra chúng ta có thể có thêm sữa sen nữa nè. Rồi sữa đậu xanh nè. Rồi gạo lứt nè. Đó. Rồi đậu phộng và mè đen, đó là những cái mà Tô Linh đã liệt kê. Câu số 5 là câu về chủ đề du lịch. Em cược 2.000. Em cược phần nửa số điểm. Mời hai em xem hình. Đây là loại hình nghệ thuật xuất hiện ở các tỉnh miền Trung được du khách yêu thích. Hãy cho biết người biểu diễn đang đứng trên phương tiện gì và kể tên 3 tỉnh có sử dụng phương tiện này. 5, 4, 3, 2, 1. Nhưng không bên nào bấm chuông hết. Hết giờ, nó là thuyền thúng. Và cái loại phương tiện này thì hay có ở những cái tỉnh như là Đà Nẵng nè, Ninh Thuận nè, Quy Nhơn, Bình Thuận, Phú Yên, hầu như là ở các tỉnh miền Trung. Ngư dân miền Trung sử dụng thuyền thúng còn gọi là thúng chai. Mỗi nơi sử dụng một cách. Thúng chai còn là một phương tiện đua tranh trong các cuộc thi lễ hội cầu ngư trong các làng chai hàng năm. Và kết thúc vòng thi thứ 4, gia đình của Hồng Thuê được 6.250 điểm. Gia đình Tố Linh 10.500 điểm. Em là người chiến thắng, tiến lên giải cứu trong xã của mình.
hôm nay mình kỷ niệm 3 năm ngày cưới đúng không? Quả là một cái kỷ niệm rất là đẹp. Ông xã của em Thịnh sẽ để những bịch bột giặt lên kia. Khi nào hai bên bằng nhau thì tất cả số bột giặt này sẽ thuộc về gia đình của Tố Linh. Bắt đầu. Và chữ shop đã sáng đèn, hai bên ngang bằng nhau. Chúc mừng gia đình của Tố Linh và mời hai gia đình còn lại lên sân khấu nhận phần thưởng của chương trình. Kết thúc chương trình hôm nay, về ba là gia đình của Diễm Hương, giải thưởng trị giá 2 triệu đồng cùng sản phẩm của nhà tài trợ. Về nhì, gia đình của Hồng Thuê, giải thưởng 6.250.000 đồng cùng sản phẩm của nhà tài trợ. Và về nhất, gia đình của Tố Linh, giải thưởng 10.500.000 đồng cùng sản phẩm của nhà tài trợ. Thưa bà con, như vậy là chương trình Vợ Tôi Là Số 1 ngày hôm nay sẽ kết thúc tại đây. Chương trình do đài truyền hình Vĩnh Long thực hiện với sự đồng hành của nhà hàng bột giặt shop Hương Xà Vải Mới. Và tuần sau cũng khung giờ cũ 20:30 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 tối Chủ nhật. Chương trình sẽ phát lại vào lúc 16:30 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt. Và nhận quà ngay, không quên phút giây này.